Có ai không? Giúp tôi với. Chú ơi, chú làm sao đấy? Túi của chú không biết đâu mất rồi. Mà chú thì không nhìn thấy đường. Cháu dắt chú đi tìm nhá. Vâng ạ. Chú ơi, có phải kia là túi của chú không? Đúng, túi của chú rồi. Cháu có thể ra lấy cái túi giúp chú được không? Được ạ. Đừng con, chú ấy là người xấu đấy. Cô đang nói cái gì đấy? Anh bảo anh là người mù, nhưng gậy của người mù phải dài hơn 1m2 cơ. Cái gậy trên tay anh ấy, nó chỉ là cái gậy tre ở ven đường thôi. Nay có rất là nhiều người đi qua đây, tại sao anh không nhờ giúp mà chỉ cho con bé chạy đến thôi? Con bé còn chưa kịp tả chiếc túi hình dạng như thế nào. Sao anh biết đấy là chiếc túi của anh? Chắc chắn đồng bọn của anh đã nấp ở chỗ chiếc túi kia để chờ con bé đến chỉ bắt cóc thôi đúng không? Cô đã bù loà như thế này rồi, cô không giúp được tôi lại còn đổ oan cho tôi à? Công an đến kìa. Trẻ con thường rất tốt bụng nhưng lại thiếu cảnh giác. Bố mẹ nên dạy con cách bảo vệ bản thân để tránh trường hợp kẻ xấu có cơ hội tiếp cận và thực hiện ý đồ xấu.